Ngày 27 tháng 7, thông tin từ Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trục xuất đối với Tadeu Kerrigan Marcus Trevor, 24 tuổi, quốc tịch New Zealand và Xtramiana Pablo, 26 tuổi, quốc tịch Pháp vì vẽ bậy. Theo đó, Trevor và Pablo bị xử phạt về hành vi người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, và việc trục xuất hai người này ra khỏi Việt Nam là hình thức xử phạt bổ sung. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 7, tổ tuần tra thuộc Công an quận 1 phát hiện cả hai đang phun sơn, vẽ bậy lên cửa cuốn của một căn nhà trên đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Tổ tuần tra đã thu giữ từ hai người trên 23 bình phun sơn các loại và mời cả hai về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trevor khai trong thời gian lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã vẽ graffiti tại nhiều địa điểm khác nhau như công viên, cửa cuốn nhà dân hoặc các hàng rào mái tôn ở các bãi đất trống. Còn Pablo khai mới quen biết với Trevor qua mạng xã hội. Quá trình trò chuyện, cả hai có cùng sở thích vẽ graffiti nên chiều tối ngày 22 tháng 7 đã hẹn gặp nhau đi uống bia, sau đó đến đường Phó Đức Chính để vẽ graffiti lên cửa cuốn. Để tác nghiệp, Trevor chuẩn bị 13 bình phun sơn, còn Pablo mang theo 10 bình phun sơn. Kiểm tra điện thoại của Trevor, công an phát hiện tài khoản Instagram của người này có tới 2.000 lượt theo dõi, nội dung chủ yếu đăng nhiều hình ảnh liên quan đến graffiti ở Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam. Kết quả xác minh hai người này thuê khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình và Sương Nguyệt Ánh để lưu trú, nhưng chủ khách sạn đều không đăng ký thông tin khai báo tạm trú theo quy định. Ngoài hình phạt nghiêm khắc trên, lực lượng chức năng còn buộc cả hai phải khắc phục hậu quả bằng cách xóa hết các hình vẽ bậy trên cửa cuốn và các bức tường ở nơi công cộng. Trước đó, Công an phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người nước ngoài vì vẽ bậy trước cửa nhà số 114 Nguyễn Du,